làm cho anh trời đất ơi, chuyện ghê lắm, nguy hiểm lắm. Xin thông báo với mẹ nha, thông báo với vợ nha, anh phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng. Ở cái mắt con bị gì ghê quá vậy? Bỏ qua cái chuyện con mắt đi, cái chuyện này nó quan trọng hơn nữa mà. Mấy đêm này ngày nào còn ráng thức, con dơm một cái ống nhòm này nè, con dơm một cái ống nhòm này, còn phát hiện ra ông Hai làm việc rất là mờ ám. Ông lén lút, ông đóng gói trong một cái bao đen. Đóng gói cái gì con chưa phát hiện được, nhưng mà có theo suy đoán của con là ông giết người chặt xác bỏ vô bao. Cái đó là con lầm hết trơn. Chú Hai Teo là không có giết ai được trên cuộc đời Âu Trập mẹ trơn á. Con nhìn ổng đi, đây nè, cái con người của ổng á, nó chỉ bằng một phần đùi của mẹ thôi. Ông không bao giờ ông đi giết ai được, con đừng nói bậy. Tọc mạch tò mò là có ha. Cái con người nhiều chuyện hay đơm đặt là có, chứ còn giết người là không dám. Không, mẹ đảm bảo luôn. Nhưng mà đúng là lỡ mà chú ấy bỏ thuốc độc vào, chú đâu cần phải hành động đâu. Có mẹ nhỏ có... mà bỏ thuốc độc vào. Bữa giờ mẹ có để ý không? Hành tung của chú Hai rất là bí ẩn. Có. Làm cái gì cũng hả lập lờ. Mà có. Tại sao tại sao cái điều mà con quan sát thấy là lén lút bỏ đồ vô bao đen, bao đen để làm gì? Để che mắt thiên hạ, để cho người ta không thấy được cái gì bên trong. Mà bên trong thì giấu cái gì? Bao bự bự vậy không? Chỉ có xác người đó chứ còn gì nữa. Thấy quá vậy ta. Có khi nào mà ông bị biến thái không? Con ơi, bây giờ như vậy, thôi bây giờ cứ để chắc ăn đi. Con báo công an đi. Con gọi công an xuống luôn rồi.